Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn 4 trận đấu hay của quốc tế đại sư Hồ Thị Thanh Hồng trước kiện tướng quốc gia Phạm Thu Hà. Diễn ra ngày hôm qua 18 tháng 8 2022, mà bạn xem trận đầu tiên, Phạm Thu Hà cầm đen đấu hậu, Hồ Thị Thanh Hồng cầm đỏ đầu tiên, mà bạn thích. Trương Quốc Vương, chào mừng em đến kênh. Phóng viên TV bảo thì hôm nay chị Hồng phân tiên với cao thủ số 1. Vâng, tối ngày hôm qua thì cũng đã có một trận thi đấu của Hà Nội với Bình Định, Phi Liêm và Như Ý. Và tối hôm nay cũng vậy. Với sự tài trợ của anh Nguyễn Quý Gia Lai thì tối ngày hôm nay... Sau một vài nước mà Phi Liêm có gì nhầm không nhỉ? Sau một vài nước mà Thu Hà để vào chấm luôn thế nhỉ? Hà đánh máu lửa vậy. Xem 1-2 bây giờ mã 7 tiến 8 bắt xe sao? Rất thường xuyên cho các chị em phụ nữ được có cơ hội giao lưu tập luyện. Đang xin chào anh Đức Lê, xin chào Ngọc Nhân TV, xin chào tất cả mọi người đã có mặt ở trên kênh tv.com. Nhớ like giúp kênh nhé. Xem 1 tiến 1. Xem 1 tiến 1 và bây giờ chiếu thì sao? Mã 7 tiến 6 trước đi. Hôm qua suýt thua lại đấy. Lúc cuối là Phi Liêm mệt rồi. Nhìn thế là dễ thua lắm. Bạn có pháo trống lại còn đi xem mã 3 tiến 4 lại còn đi. Mã 3 tiến 4 thì mình tính mình có nước pháo 8 thoái 2. Thì binh 3 rồi còn gì nữa. Mã 5 tiến 3 thì mã 5 tiến 7. Khả năng thế có khi có nước mã 5 tiến 4 à. Ừ. Ôi giời, buồn cười nhất, cái ván xe mã tốt tôi đến chịu. Trang Chuyên. Nghe gì đấy? Chào bạn Hiếu Trương, tiếng nó vẫn bình thường mà Hiếu Trương ơi. Đằng xe tiến 1 rồi bắt mã rồi, như này thì dễ thua mất. Không nghe gì đấy là tối hôm qua không nghe mình đúng không? Để vỗ xe chiếu. Một hôm thì nó nói khó. Dạ vâng anh Quý. Với hôm qua tội cháy à? Đấy, anh Quý đang thương. Hình nhìn ghê quá không? Bình thường thôi. Vâng, xin chào Ngân Nguyễn nhé, chào mừng em đến kênh. Chắc là hôm qua do xem cái cuộc anh bạn Trang Chuyên đánh nên là hôm nay đánh hai xe mã đánh cái gì? Xe 5 bình 6 thôi. Sao ăn binh 5 đến 1 lên đỡ làm sao? Trang Chuyên đỡ làm sao đây? Tóm lại là thua. Thì tiếp tục làm nhảy mã 3 tiến 5 lên. Mã 3 tiến 5 thì mã 7 tiến 6. À, kinh quá. Có nước đổi, phải giật xe về. Thì giật xe về giữ mã thôi vẫn được. Mã 3 tiến 5 cũng được, mã 7 tiến 6 thì binh 5 tiến 1 cũng được. Bỏ luôn. À chị Liêm tối dám ăn hiếp ăn bé ý của mấy anh em nha. Làm sao mà ăn được hôm qua? Ý là hôm qua là ý nhường đấy, có ý nhường. Ý ngay chừng dạo này là có tình ý. Và bây giờ mã 5 tiến 6 rồi mã 6 tiến 8. Chắc là phải giật xe về hàng hoa pháo thôi. Cứ do dự lưỡng lự. Và bây giờ mã 5 tiến 6 rồi mã 6 tiến 8. Chắc là phải giật xe về hàng hoa pháo thôi. Đưa em đánh cũng ăn à? Ừ, cơ này thì đúng là đưa em đánh cũng ăn thật đấy chứ. Cơ này anh đánh còn thắng nữa là em không cần phải em ra tay. Vâng, em xin chào bạn Tường Thế Anh. Và xin chào bạn Thịnh Thái nhá. Cháu xin chào chú Thế Anh. À, có chút nhầm lẫn lúc khai cuộc thôi chứ Hà không dễ bắt nạt cờ trước đâu. Hà không dễ chút. Rồi Hà đánh bay bổng lắm. Mình vẫn trêu Hà là dạo này như hồi xuân rồi. Bé hàng của Ngoan Nguyễn đang đánh ở kênh Kỳ Co, chỗ anh Trần Quang Nhật. Đằng xe 6 bình trong 1. Hoa kiểu gì? Nói vậy anh em lại vẫn ngủ không, anh nói thật mà. GG đi là gì? Để sức đánh bán tiếp. Ngoan Nguyễn đang khuyên chị nhím đầu hàng ván này hả? Đang xe 3 bình xong lộ 7 rồi. À, chuẩn bị
đâm binh 7-1 xuống. Chắc đến đây là buông cờ rồi. Đây khả năng buông cờ anh em ạ. Binh 7-1 này thì chịu sao nổi. Xong rồi mã 8-7. Mã 2 tấn 3 chiếu tướng, mất xe hoặc sát cục. Chơi đến đây thì Phạm Thu Hà đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Phạm Thu Hà cầm đỏ đi tiền, Hồ Thị Thanh Hồng cầm đen thua hậu. Mời bạn thưởng thức. Trang Chuyên. Trang Chuyên.
Trang Trang Trang. Mã 4 tấn 2 chiếu tướng lưỡng xá. Trên đây thì Phạm Thu Hà nó buông cờ nhận thua. Mà bạn xem tiếp trận thứ 3, Phạm Thu Hà cầm đen thủ hậu, Hồ Thị Thanh Hồng cầm đỏ tiên. Mà bạn thưởng thức. Trang Trinh. Trang Trinh. Trang Trinh.
báo 4 bình 8 dọa xá. Trên đây thì Phạm Thu Hà một lần nữa đã buông cờ nhận thua vì không có khả năng chống đỡ. Mà bạn xem trận tiếp theo, Phạm Thu Hà cầm đỏ đi tiền, Hồ Thị Thanh Hồng cầm đen đấu hậu. Mà bạn thân thức.
Chuyên. Trang chuyên. Xe 3 bình 1 khóa xe khóa tốt. Trên đây một lần nữa Phạm Thu Hà đã buông cờ nhận thua. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.